Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi. Như Khải xin kính chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ em ơi, xem video vui vẻ nha. Video này thì Khải sẽ soi sẵn đồ của con lông đao Khải vừa chuyển phá cho anh em xem. Chúng thì mới chuyển qua con lông đao thì ngày nay cũng dạng như hôm qua đã thống kim top 3, rồi top 4, hôm nay thì được top 5. Chung là hên xui em ạ. Coi nhớ một. Đúng rồi anh ơi, đúng rồi anh ơi. Đúng rồi anh ơi. Trần Nguyễn Duy Khải nha. Đúng rồi anh ơi. À, đây nè, để Khải cho anh em xem đồ. Từ từ. Tâm Thắng này, đứng im em soi đồ luôn Tâm Thắng này, đứng im. 5 phút. Đó anh em được Khải soi đồ, xem Khải soi đồ Tâm Thắng cho anh em xem nha. Hôm nay thì Khải được 5 kiến anh anh em. Đây. 5 kiến anh. Con lông đao 5 kiến anh anh em. Đó. 20 cộng 5 kiến anh. Một dòng kiến anh đó là mặt nạ này. Mặt kiến anh tiếp theo đó là phi phong và càng khôn 2 cấp trong người và dòng băng chủ là 5 cấp nha anh em. Đó, chọn gói 5 cấp. Và hiện tại thì đồ Khải đây. Xét đồng băng tầm trung. Đợi tí nè, tầm trung. Đó. Tầm trung. Rồi áo xương tinh 4921. Còn kiếm môn phái này bệnh viện này, server này bệnh viện nha. Đai xương tinh 30 42 40, sinh lực lực 1 cấp. À, giày vũ ảo tóc 41 khăn lôi. Nói chung giày này thêm được cái chón này, nên là đồ nên mang được cái giày này. Hơn cái chón thì là hơn sinh lực tí. Cái đao thì cái đang mang đao kim 20 và 31, 25 và 94%. Nón thì phòng thủ 25 và 40%. Bao tay thì 23, 20. Nói chung thì Khải thì hơn 100% cho em và 80 chón nữa. Đó. Năm kỹ năng. Chung thì con lông đao tầm này là như thế này là khỏe rồi nè. Đó. Hiện tại Khải đang lực tay là 8k4. Nếu mà có con thiếu lâm, nếu mà có thiếu lâm nữa thì lực tay Khải lên 8k8 rồi nè. Lúc nãy anh em cũng thấy là 8k8. Nếu mà cắn lắc trong tông kim thì lực tay Khải có thể lên 9k. Lực tay có thể lên 9k. Nói chung là chém trong tông kim khá là khác. Hôm nay thì chém được 166 mạng khá là ok. Đó. Lúc nãy top 1 nhưng quần đến giai đoạn thủ sói này nọ là tục top nè, không có điểm nổi. Tại vì cứ đứng thủ sói chém ít mạng quá, ghé lại nè. Rồi, anh em xem video thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Và ok, bây giờ Khải sẽ soi tiếp tục sẵn đồ Tâm Thánh cho anh em xem nha. Đây Khải anh em ơi. Đây 6 kỹ năng này. Rồi cái này là 7 kỹ năng này. Đó, còn mấy cái này là 5. Đó, 5 kỹ năng hết. Nghe chưa? 5 kỹ năng hết. Đó. Ok. À ok anh Bin, anh Cubin vừa donate em 100k nha, kèo tông kim. Ok, em cảm ơn anh Cubin cầm đồ rất nhiều nha. Chúc anh buổi tối xem live dễ nha. Anh Bin ơi, cảm ơn anh rất nhiều nha. Kiếm đao thủy mua đi bạn ơi. Đúng rồi Thi ơi. Nói chung đao thủy thì đánh ở ngoài thì cần đao thủy, còn đánh tông kim không cần đâu Nguyễn Thi ơi. Đánh tông kim không cần đâu. Đánh tông kim thì Khải cầm cánh lách băng sát được rồi. Ok bây giờ